Có bao giờ các bạn tự hỏi rằng mọi vật chất trong vũ trụ được tạo ra như thế nào không? Hay câu hỏi như lõi của mặt trời trông như thế nào? Như các bạn đã biết, vũ trụ là toàn bộ hệ thống không gian và thời gian, mà trong đó chứa toàn bộ vật chất và năng lượng, các thành phần của không gian liên sao, những hạt hạ nguyên tử nhỏ nhất, các thiên hà, những ngôi sao và các hành tinh. Vũ trụ đã không ngừng mở rộng kể từ khi thành lập khoảng 13 tỷ năm trước. Vậy, tất cả vật chất trong vũ trụ được tạo ra như thế nào? Mọi vật chất xung quanh chúng ta được cấu tạo từ các đơn vị siêu hiển vi được gọi là phân tử. Phân tử được cấu tạo các nguyên tử riêng lẻ, thường xuyên bị phá vỡ và tạo thành phân tử mới. Mặt khác, hầu hết các nguyên tử cấu tạo nên mặt đất, không khí, thực phẩm và mọi sinh vật sống, kể cả bạn, chúng đã tồn tại qua hàng tỷ năm. Sự hình thành phân tử bắt đầu từ 13,8 tỷ năm trước với một sự kiện gọi là Big Bang, tạo ra một vũ trụ chỉ gồm toàn khí, không có bất kỳ vì sao hay hành tinh nào. Khí được tạo ra từ nguyên tử các nguyên tố đơn giản nhất. Khoảng 75% là hydro và phần còn lại hầu như là heli. Chưa có các nguyên tố carbon, oxy hoặc nitơ, cũng không có sắt, bạc hoặc vàng. Ở một số nơi có mật độ khí cao hơn đôi chút, do lực hấp dẫn, những nơi ấy ngày càng thu hút nhiều khí hơn, từ đó khiến trọng lực cũng ngày càng mạnh hơn, nên lại có thêm nhiều khí hơn và cứ như vậy. Cuối cùng, tạo nên một quả bóng khí khổng lồ, co rúm lại dưới trọng lực của chính nó và nóng lên từ bên trong. Lõi của quả bóng nóng tới mức tạo thành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nguyên tử hydro tác động với nhau tạo thành heli, kèm theo giải phóng năng lượng đủ mạnh để phá vỡ lực hấp dẫn. Khi năng lượng phóng thích cân bằng với lực hấp dẫn, cũng là lúc đám mây khí bị nén lại và một ngôi sao được sinh ra. Từ đây, phản ứng tổng hợp trong lõi của nó sẽ không chỉ sản xuất heli mà còn carbon, oxy, nitơ và các nguyên tố khác trong bảng tuần hoàn cho đến sắt. Khi lõi hết nhiên liệu, ngôi sao sụp đổ. Điều này gây ra một vụ nổ cực lớn được gọi là siêu tân tinh. Có hai điều cần lưu ý về cách mà siêu tân tinh tạo nên các nguyên tố. Thứ nhất, vụ nổ lớn khủng khiếp đến nỗi, năng lượng được giải phóng tạo phản ứng hình thành các nguyên tố nặng hơn cả sắt như bạc, vàng và uranium. Thứ hai, tất cả các nguyên tố tích lũy trong lõi ngôi sao như carbon, oxy, nitơ, sắt cũng như những nguyên tố hình thành trong vụ nổ siêu tân tinh, chúng bị đẩy vào khoảng không vũ trụ rồi trộn lẫn với các khí đang tồn tại ở đó. Những ngôi sao được sinh ra và sụp đổ và cứ thế lặp đi lặp lại. Đám mây khí bây giờ không chỉ chứa hydro và heli mà còn nhiều nguyên tố khác nữa. Mặt trời của chúng ta cũng được sinh ra theo cách này vào 5 tỷ năm trước, nghĩa là nó được phát triển từ một đám mây khí, chứa nhiều nguyên tố từ vụ nổ siêu tân tinh kể từ khi vũ trụ bắt đầu. Khác với những ngôi sao đầu tiên chỉ được tạo ra từ hydro và heli, mặt trời được hình thành từ 71% hydro, 27% heli và 2% các nguyên tố còn lại trong bảng tuần hoàn cấu thành mặt trời. Vậy trái đất thì sao? Các hành tinh nhỏ như trái đất không đủ lực hấp dẫn để giữ lại nhiều hydro hay heli bởi cả hai đều rất nhẹ. Nên mặc dù carbon, nitơ và oxy, v.v. chỉ chiếm 2% đám mây khí, nhưng chúng mới chính là thứ tạo nên phần lớn hành tinh của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo có lẽ một số bạn sẽ thắc mắc là lõi của mặt trời trông như thế nào? Bây giờ chúng ta đang trong cuộc hành trình đi tới lõi của mặt trời. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiếp cận bề mặt của mặt trời. Chúng ta sẽ thấy ở đây thật nóng, vì nhiệt độ bề mặt của mặt trời là 5.700 độ C, ánh sáng vô cùng chói chang đến mức lóa mắt. Nếu nhìn gần thêm chút nữa, chúng ta có thể thấy dường như có nhiều bong bóng, giống như một nồi nước đang sôi. Một số bong bóng trông tối hơn những bong bóng khác. Những bong bóng tối màu nguội hơn một chút so với những bong bóng kia, nhưng từng centimet trên bề mặt của mặt trời vẫn vô cùng nóng bỏng. Từ vùng này đến vùng khác, chúng ta tiếp tục hành trình cùng lặn qua một trong những bong bóng khổng lồ trên bề mặt và tiến về điểm dừng đầu tiên, đó là vùng đối lưu. Lúc này xung quanh chúng ta là môi trường chất lưu nóng gọi là ly tử thể, plasma, và có đầy những bong bóng sinh ra do chuyển động liên tục của các luồng khí nóng trồi lên và luồng khí mát tụt xuống. Các bong bóng này luôn chuyển động, to lên và nhỏ đi, thậm chí một số bong bóng còn vỡ ra. Khi con tàu vũ trụ của chúng ta rung lắc tiến sâu hơn về phía lõi mặt trời, như một con tàu trên biển cả. Sau quãng đường khoảng 200.000 km bằng 15 lần đường kính trái đất, thì con tàu hết rung lắc. Chúng ta đến điểm dừng thứ hai, đó là vùng bức xạ. Vùng này của mặt trời nóng vô cùng. Lúc này, nhiệt độ bên ngoài con tàu của chúng ta là 2 triệu độ C.
Nếu có thể nhìn thấy từng hạt ánh sáng, gọi là hạt photon, thì chúng ta sẽ thấy chúng nhảy nhót giữa các hạt bé nhỏ gọi là nguyên tử, tạo thành plasma. Những hạt này nhảy tới nhảy lui và từ bên này sang bên kia, tạo nên một điệu nhảy mà các nhà khoa học gọi là bước đi ngẫu nhiên. Một hạt photon có thể mất hàng trăm nghìn năm mới bước đi ngẫu nhiên xuyên qua hết vùng bức xạ này. Con tàu của chúng ta sẽ tăng tốc tối đa để đi qua được vùng này nhanh hơn. Khối lượng của tất cả plasma bên trên ép xuống, có nghĩa là plasma xung quanh chúng ta đậm đặc hơn cả vàng và nhiệt độ tăng lên khủng khiếp tận 15 triệu độ C. Chúng ta đã gần đến đích của cuộc hành trình, đó là lõi của mặt trời. Và chào mừng bạn đến vùng lõi. Trước khi xâm nhập vào vùng lõi, chúng ta sẽ phải thu mình nhỏ lại cỡ như một nguyên tử. Đây là cách duy nhất để chúng ta nhìn thấy được điều gì xảy ra ở đây. Vì những gì chúng ta sắp sửa nhìn thấy ở đây là các nguyên tử, chúng nhỏ hơn hàng triệu lần so với một hạt cát. Lõi của mặt trời là ngôi nhà của hàng tỷ tỷ nguyên tử hydrogen, nguyên tố nhẹ nhất trong vũ trụ. Áp suất và sức nóng kinh khủng ép những nguyên tử này lại gần nhau, đến mức chúng kết hợp với nhau tạo thành những nguyên tử mới nặng hơn. Hiện tượng này được gọi là phản ứng tổng hợp hạt nhân. Các nguyên tử hydrogen kết hợp với nhau tạo thành một chất mới hoàn toàn gọi là helium. Như vậy lúc này chúng ta đang ở lõi mặt trời. Vậy thực sự trông nó ra sao? Ở đây mọi thứ không chỉ sáng chói đến mức lóa đi không thể nhìn được, mà còn hóa thành một màu hồng tươi đẹp. Chúng ta không thể biết chắc lõi mặt trời trông như thế nào khi nhìn bằng mắt thường, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm ở trái đất và plasma hydrogen có màu hồng. Vì thế, chúng ta có thể phỏng đoán một cách có cơ sở rằng plasma hydrogen trong lõi mặt trời cũng có màu hồng như vậy. Khi các nguyên tử kết hợp lại với nhau, chúng tỏa ra một lượng năng lượng lớn dưới dạng ánh sáng. Ánh sáng thoát ra khỏi vùng lõi, sang vùng bức xạ và nhảy nhót trong vùng bức xạ này, cho đến khi cuối cùng nó bước sang vùng đối lưu. Sau đó, ánh sáng tiếp tục đi về phía bề mặt qua các bong bóng plasma, rồi từ bề mặt mặt trời nó du hành không ngừng nghỉ khắp vũ trụ. Bây giờ đã đến lúc rời khỏi nơi nóng nhất trong hệ mặt trời và quay trở về trái đất. Chuyến đi vừa rồi đã đưa chúng ta xuyên qua 700.000 km vào sâu trong lòng mặt trời, đi qua các bong bóng của vùng đối lưu, qua hàng tỷ tia sáng trong vùng bức xạ và vào tận lõi phản ứng hạt nhân huyền bí. Khi trở về trái đất và nhìn lên mặt trời, chúng ta thấy như thể đang nhìn về quá khứ. Ngày nay chúng ta biết rằng ánh sáng mình đang nhìn thấy đã được sinh ra từ hàng trăm nghìn năm trước ở nơi nóng nhất trong hệ mặt trời.